Bây giờ mình có thể bán hàng trong nhân viên. Wow. Xin chào, mình là Linh Ngọc Đàm. Hello mọi người, chào buổi sáng. Bây giờ là 8 giờ sáng rất là sớm. Hôm nay Linh đã phải dậy từ 6:30 đấy mọi người ạ, để make up rồi kiểu mặc quần áo các thứ. Đi thăm một cửa hàng rất là quan trọng. Đây là một cái brand mà của cậu em cũng khá là thân với Linh. Không biết là hôm nay sẽ như thế nào đây, mọi người cùng đi với Linh nhé. Và Linh sẽ được đặt cách mở hàng cho Eric hôm nay thì Eric bảo là thích cái gì thì cứ lấy trước đi, nếu mà tí không có quần áo mà mua đâu. Nói chung là mình thấy vải của bên Eric là một cái brand mà mình thấy kiểu chất lượng vải kiểu đầy đặn nhất trong những cái local brand mà mình đã từng mặc qua. Thứ hai là màu sắc rất là đa dạng. Thứ ba là mấy cái họa tiết ấy thì Eric tự vẽ tay. Nhưng mà điểm trừ rất là to của Eric đấy, Eric không có size của Linh Đàm. Eric chỉ có size của tầm, chắc là phải tầm mét 6 mới mặc vừa của Eric mất. Ở đây mình mặc một cái áo kiểu đúng như kiểu cái bao tải luôn đấy mọi người, mình kiểu phải sắm vào trong như này nọ từ các thứ, các kiểu mới vừa. Eric tao dằn mặt mày nhá, áo này vừa chỉ này, thấy không? Giờ tao giật ra một chỉ này Eric nhá, trừ một điểm. Đây là kênh review chân thật này mọi người. Một cái nữa là phải nói về giá thành ở bên Eric là từ 350 đến 650, thật ra là mình nghĩ là con số này không phải là con số quá là rẻ. Nhưng mà để mà nói thì đổi lại cái chất lượng của vải vóc rồi họa tiết nhiều cái, có mấy cái mình thấy còn thêu nữa cơ. Ra ngoài rồi. Mọi người ơi, 2 phút nữa là bắt đầu mở bán rồi. Bây giờ thì mình sẽ đứng đây đóng vai trò là một nhân viên gương mẫu của Eric. Chuẩn bị bán. Kiểu, mình đã thấy các bạn mình mở điện thoại ra xong có một cái lít á. Mua đi tầm bán lại mình mà bán nó phải rồi, mình thấy bạn mua tầm chục quả cũng lẻ. Tổng cộng là từ 5 cái hồng một cái hồng. Chị có giấy ông cho em mượn em viết ra chị dễ. Hôm nay mình mới cảm nhận được sự giàu có của thằng Eric các bạn ạ. Không được rồi, mình phải đòi cái clip 50 triệu. Từ từ ra đây giúp em ơi, ra đây kìa. Đầu thì mình định lấy áo của Eric để tặng cho các bạn fan, nhưng mà vừa một bạn lại mua quá nhiều nên thôi mình đã để lại cái áo đấy để cho đỡ bị thiếu hàng của Eric. Nay thì clip chỉ đến đây thôi nha mọi người. I love you.